Chào các bạn, bữa nay mình đi lên trên Sôi ở thôn Tân Ngọc. Mình tham quen một cái vườn dừa rất là đẹp. Những cây dừa gì là cây trồng hồi tháng 9 năm 2019 đến nay đây là tháng 4 năm 2020 là 8-9 tháng rồi, nên nó khoảng như đây thôi. Còn nước tưới này đã dẫn từ ở trên suối trên xe đã dẫn nước dẫn về đây từ cây tưới những cây dừa. Các bạn thấy không, rất là vất vả. Thôi em trồng bao nhiêu cây vậy? Trồng đây được bao nhiêu cây vậy? 750 cây dừa. 700 cây. 750 đến 800 cây. Phân tứ ngày ngày bỏ nhiêu phân? Tháng bỏ 1 lần. Tháng bỏ 1 lần, muốn công nhân mấy người vậy? Công nhân 6 người. 6 người công nhân. Bây giờ đang là tứ dừa nè mấy bạn. Đây. Toàn là dừa sim không ạ? Đây là toàn là dừa sim không à. Dừa đó trồng lên đã làm cảnh luôn á, khi lớn cả trái lên ta làm nơi du lịch nghỉ dưỡng dừa luôn á. Nè, mình dẫn tới vườn dừa này. Rất là rộng, rất là dài. Người ta trồng dừa người ta mót thành cái gòn như một cái chậu hoa vậy. Rất là đẹp. Cái bói được như là cái chậu hoa đó để mấy bạn thấy không, trồng những cái đếm dừa rất là thấy nhìn từ xe thấy rất là đẹp, rất là thú vị. Mình dẫn mấy bạn đi coi. Dừa ăn trái nó cũng phải khoảng 3 năm trở lên nó mới có trái. Bê năm nó mới có trái, mình mới lập một cái vườn cảnh để khách du lịch tới để tham quan uống dừa luôn. Đây là những cây dừa trồng đây nè, 8-9 tháng này các bạn. Mình thấy không? Giờ mình nông dân á, người ta muốn công nhân ta làm, người ta tưới nước. Mình dắt bạn xuống coi những vườn dừa rất là dài, rất là rộng lớn. Quay cho mấy bạn coi từ đây xuống hết khu vườn dừa. Đây là trại ở gì hết? Trại ở trại những người công nhân ở lại, người ta làm giấc trưa nghỉ trưa. Người ta ngủ trưa, rồi xong người ta đi làm. Trời ơi, ở lại, người nào ở lại rất là mát mẻ. Ở đây ăn, người ta còn đất lộng, ta còn trồng hoa nè, trồng rau nè, thấy ăn. Rau nữa, đây rau nữa. Trồng rau, trồng hoa, trồng ớt, trồng khoai mì, đủ thứ hết đi bạn. Đây là chỗ ăn ngon cua má không? Cơm á. Mép chỗ này mép cho. Giờ này ăn cơm nè, mẹ chưa có nấu cơm. Có tủ lạnh rồi đầy đủ không trời? Có tivi rồi nè mấy bạn. Đây vừa là một cái nhà. Mép mỹ vô. Còn lạnh đồ đầy đủ. Còn ghe nuôi đâu? Ghe nuôi ra đây mấy bạn. Dẫn mấy bạn ra coi ghe. Vườn nằm rồi đấy, đẹp quá. Đây, ghè đây. Giờ đang gây giống ghè để mình nuôi sau này mình thả vườn rồi mấy bạn. Ủa đây, giống ghè hả? Giờ đang gây giống ghè để mình thả vườn theo đường dừa, sau khi là dừa phát triển có trái rồi ghè mình thả vô vườn đó rồi các du lịch đồ ta có tham quan uống dừa, có ghè người ta muốn còn ghè người ta mua ghè có ghè. Ghè chút giờ không? Đang mình đang nuôi. Ghè đây mình đang gây giống đây mình nuôi về
Về đây là mình mới nuôi đây trong khoảng tháng à. Về mày thu hoạch không phải khoảng 5 tháng hoặc 6 tháng. Nó có gà mái, có gà cò, có ai bạn. Còn mấy cái kia cái xanh xanh đấy là gì ta? À đến cái bi. Ở bị chứa nước. À bi chứa nước hả? Còn kia có bà nữa cậu. Còn ngoài đếm mà dừa đây, còn xung quanh thứ khu riêng quầy đây, đếm dừa thì những người ta chăn bò, người ta có bò, người ta chăn thiêu quầy vườn á, rất là đẹp quý vị. Rất là rộng, gốm trọ dài như thế ta. Dài cũng là mấy hét rồi ta. Bây giờ đây là khu này trồng chuối. Chuối đây là chuối mùa hương, chuối xanh á. Chuối người ta ăn mát á, ăn tráng miệng rồi, khách du lịch rồi đó. Đó, đây là mới trồng nữa nè. Mấy cái kia là bồn nước không á hả? À bồn nước là mình chứa đó. Mình chứa đó mình tưới ương dừa. Rồi đó mình chứa đó mình ương dừa. Còn mình giữ cái sợi dây két quen đây á, là người ta đi băng cái đất nè. Để cái quen nè, băng cái đất nè. Ê mẹ thấy ương dừa không? Bây giờ là dừa trái nhỏ mình ương lên đây, ương dừa đây để mình lớn lên để mình trồng trong khu đất này. Không thấy vừa ươm trái không? Đang ươm đẹp á. Để vừa đây mới trồng hả? Vừa mới trồng đây năm 2000. Năm 2000 mới tháng 1 á. Ăn Tết xong mình trồng nè. Bà đâu có ai tạo? Bà có người nông dân ở gần khu đây. Người ta rèo để khỏi bò vô ăn đồ, cho nên người ta thả quầy vậy. Trời đó rất là nắng nên cỏ cũng có, mấy những con bò đang ăn thấy nó khô khan, đất cát rồi khô khan đó các bạn, rất là vất vả. Nó đi tìm cỏ mình ăn á, cũng thấy những con bò nó ăn những đất khô cằn, trời nắng cháy, đồng cỏ cháy nên bò rất là tội, nó không có thức ăn, nó ăn bé cỏ khô không các bạn. Bà mẹ có, bà con có. Đây là kêu bà Nghĩa kìa. Em thấy bà Nghĩa nhỏ trái, nhỏ trắng, rất là đẹp. Đây cũng hầu đó, ruộng không có gì không? Đây là hầu, những đám ruộng đây người ta trồng ruộng mà nắng quá là trồng theo mùa nước. Mùa nước mưa, mùa mưa á. Mùa đông á, có nước mưa người ta trồng gieo lúa. Và khi nắng rồi là người ta bỏ quan. Còn ai muốn làm mà những trồng những cái hoa màu đi về, đi về dừa, quần về dừa. Còn đây là những đống rơm. Đống rơm người ta tím đây để người ta cho bò ăn. Đó, mấy đống rơm không? Rơm đó để cho bò ăn hả? Rơm đây để những cho bò ăn thêm tới nó ngủ á. Không như nó ăn nó hoài, nó khi mà chiều về chuồng nó ngủ á. Mà nó đói, mà phải cho rơm ăn thêm nữa cho nó đầy đủ. No, bụng nó không ngủ được. Đây là đống rơm. Rơm này người ta cắt lúa á. Ta thu hoạch cái bờ ruộng đó thì ta cắt rồi ta lấy lúa rồi rơm người ta pho xong rồi ta đụng lên để dành những cái ngày mà thiếu đồ ăn rồi á, lấy thêm cho bò trâu ha. Wow, đất rộng dữ nữa. Đất rộng mấy hectare luôn rồi. Giờ đang lập một cái khu cái cảnh vườn trái cây nè, dừa, chuối. Mấy cái đây là cái gì, chứa nước hả? Cái đây là những cái bi chứa nước để khi mà mình nước mà hút đó mình bơm mình chứa để mình tưới những cái cây này. Còn đây là mình kè. Mẹ chưa trồng, mẹ giờ muốn hết tàn là thu hoạch rất là 2-3 tháng nay rồi. Muốn hết rồi. Nên còn kè là muốn hết trái rồi. Mẹ thấy không? Rất là nắng, trái cây nắng quá. Nên nước tưới cũng không kịp mà để nó lấy đó nha. Các bạn thấy không? Sai lắm mà nhưng mà thu hoạch cũng hết rồi. Trời rất là nắng. Nguồn chứa nước ở đâu để tưới dừa hả? Đây là nước bi đây này, người ta bơm nước vô người ta để tưới. Cái bi nước này, đây để chứa nước rồi để tưới này nè. Ừ,
đất rộng rồi chứ, đất rộng sợ tỏ. Thì mình đi dẹp bên kia, mình dẫn mấy bạn coi chỉ bắp bên hông của vườn dừa. Chỉ bắp đó hả? Ừ, cây thu dẹp đây, quê coi chỉ bắp. Mẹ về dẫn mấy bạn đi theo, đi theo cái rừng vườn dừa, mình đi ra những cái bề ranh. Người ta trồng bắp để người ta hàng ngày người ta lao động, người ta làm cỏ rồi, người ta có bắp nướng. Bắp khi ta trồng á là người ta trồng cũng ăn 2-3 tháng rồi lên nấu ăn. Bắp nướng luộc ăn rất là ngon, một khi trồng mút rồi nó cam thêm ăn đấy mấy bạn. Đất rộng người ta trồng đủ thứ mọi cái cây đó. Nên bắp ở trồng á hả? Nó đang đập siêu bà răng, siêu siêu đường đường xe cát tàu lửa bà răng. Mình quê đem bắp đây. Em bắp ở dưới kia cơ. Nuôi vịt không biết. Ở kia có nuôi vịt nè, mình sắp vào mà không biết có nuôi lại không, để mình đi về nhà mình coi khuôn như người còn có nuôi vịt không. Đây kè. Đây. Bờ mương nè, bờ mưa nó dẫn nước xuống để mình khi mà nước mà mùa đông nó có nước chảy suốt suốt đây nè, rồi mình làm mương nước đó. Đó bây giờ trời nắng quá nước rất là cạn nên không có nước bao nhiêu để mà trồng để mình tưới, nên mình phải dẫn ống trên suối rất là xa, dẫn gì để mình tưới. Đây là kè nè, kè vú dê nè, đây kè vú dê, kè tím người ta gọi là kè tím á, để người ta luộc ta chiên cái kè, kè không, người ta trồng đâu. Kè nè, kè tím mấy bạn thấy không? Kè tím. Những cái trái kè tím đây á, nó còn nhỏ chưa có lớn. Khi lớn rồi á là mình hái, mình nướng hay mình luộc. Mình chiên, vậy má mất tỏi mình ăn rất là ngon. Những cái kè rất là về về. Tán cũng sao chứ không? Nó mấy cái trái à. Ừ. Đây trái. Mấy này trái. Đây mấy tháng rồi tổng? Kè đây trồng cũng đây tháng mấy rồi? Tháng mấy rồi, ra trái ra bông cũng ngồi đó. Tháng mấy rồi các bạn. Kè đây nó ra khoảng 2 tháng rồi mình ăn. Có trồng mút nữa nữa à. Trồng mút đây là người ta thấy bắt vàng, người ta nước hao còn á, người ta trồng mút để ra trái tại đó ăn hàng ngày đó, người ta lao động á. Rồi đã trồng thêm còn trống, rồi trồng thêm những cái đếm bắp. Theo dọc bờ và rèo đó người ta nướng rồi ăn. Mà bắp đây bây giờ là đây 2 tháng rồi. Chuẩn bị chừng 2 tháng rưỡi là 3 tháng là ta ăn lần. Ừ, ta ăn lần là ta bẻ, ta nướng hoặc ta luộc. Các bạn thấy những trái mút à? Đó, giờ mới ra mút rồi ha. Các bạn thấy trái mút không? Trái mút nè. Trái mút bây giờ mới ra hả? Mới ra nè, mút mút ngon, mút lên những cái nậu bóng mà nó ra nè, rất là nhẹ xay và cái mút này. Mấy cái mút rất là đẹp, rất là đẹp, rất là đẹp, rất là đẹp. Trái mút không? Mấy bạn thấy mút không? Giờ ra hoa nữa nè. Ra hoa rất là nhiều. Lấy mút ra dùng đó, khi mày đám dỗ người ta hái gói luộc ra, người ta làm bánh ít lấy gai á, màu xanh á, rất là ngon nha mấy bạn. Lấy mút nè. Ủa, lấy ra gói bánh được hả? Gói bánh được, có bánh ít. Bánh ít người ta gọi là bánh lấy gai rồi. Thì ta hái nào mút que coi kiểu tí á. Giờ mình đi que bên cầu mình dắt xuống mấy bạn coi nữa nè. Rất là dài, rất là rộng, khi bờ ranh thôi. Người ta còn giờ người ta trồng thanh long nữa. Thanh long theo cái trụ đó, đỡ khi ta mới đang trồng thôi. Nói chung là đất này là đang khai thác nó 2-3 năm nay thôi. Bắp bây giờ ra trụ cờ. Bắp bây giờ ra ra bông hả? Mình đi ra nè, bắp nè. Trồng su đủ nè. Mấy bạn thấy không? Su đủ. Đó, giờ đây su đủ nè. Còn bắp á. Bắp này giờ đang đang trổ cờ ra trái nhỏ nè. Mấy bạn thấy không? Ra trổ là trái nhỏ này 2 tháng rồi. Còn là 30 ngày, 15 ngày nữa là 2 tháng rưỡi là ta thở những cái trái mình trổ trước đó. Mình ăn trước, những cái trái trổ sau thì mình ăn sau. Còn còn đây là thanh long. Thanh long nữa. Thanh long là người ta trồng cái trụ làm rèo á, người ta thấy cái trụ nó không có cái gì hết, người ta phải trồng thanh long lên, để sau này người ta lập cái vàng mình để ra trái. Cái đây là mới thành lập để trồng một cái vườn cây. Nên mấy bạn thấy không? Mẹ thấy ăn vàng mút rất là đẹp không? Khu quanh tàu làng mút trái không mà, mẹ thấy không? Trái nhỏ có, trái lớn có, rất là nhiều. Mút mơ rè. Mút mơ rè.
nhưng mà nắng quá nó hơi khô cái ấy nhờ thằng dưới mưa nước. Giờ mày dắt bạn xuống dưới đây coi nữa nè, rất là rộng. Thấy không? Rồi trồng cho rau nữa nè, rau chùm tơi nè, hả các bạn thấy không? Rau chùm tơi trồng theo dọc bờ ranh á, đỡ nhiều khi mày nấu canh đồ ha, mình hái lá chùm tơi rau làm rau mà nấu canh, hút trộn với rau nấu canh rất là ngon. Giờ mình đi dắt các bạn là mình về bên coi về. À mà trước khi về bên rừng vừa rút coi trồng như về thì mình phải chung rào quen chứ chưa cách làm cổng. Cho nên mình phải đi dắt bạn đi về chung rào. Mà trước khi chung rào quen bên nuôi vịt ta thì gà thì có một cái hõm nước. Người ta đẹp cái hõm nước này đỡ cho việc chứ gà nó tắm này cho nó mát. Mình người ta còn có nước bơm nước á mấy bạn. Thì mùa mưa thì mất cái nước, còn mùa nắng ta phải bơm nước là tạo một cái hồ. Rồi hủng nước rồi đâu, chỉ hủng nước rồi. Hủng nước này nè bạn à. Đó, ta tạo hủng nước ta bơm á, ta tạo hủng nước ra cho việc rồi đó bơi. Bạn thấy không? Giờ đi xuống đây mình thấy coi những cái đàn vịt với đàn gà nuôi từ từ tháng 1 tây năm 2020. Là nuôi tháng nay là tháng 4. Là cũng như là 4 tháng rồi. Thấy không? Vịt đó. Những con vịt ăn thịt có, những con vịt đĩa cũng có. Gà bây giờ dẫn mấy bạn xuống coi gà. Gà đang giờ là cỡ ba tháng mấy bốn tháng rồi mấy bạn. Thôi mà giờ gà cỡ đây ăn thịt cũng không được nhưng mà còn nhỏ lắm. Ăn thịt là khoảng là 5 tháng. Vậy đây chừng khoảng 6 bảy lạng thôi. 6 bảy lạng thôi. Ăn thấy là 5 tháng hoặc 6 tháng là con gà nó có đủ ký đủ con, ví dụ như là 1 ký 8 ký rưỡi đổ lên ăn rất là ngon. Mà gà 2 ký mấy ăn không có ngon bằng 1 ký mấy đổ lên à. Ở đây ăn, cho thức ăn thứ gì? Cho ăn vé nè, thực phẩm, mua thực phẩm trộn vé, bắp, lúa, trộn đây cho gà. Đó, thấy không? Mấy bạn thấy không? Gà đi mấy tháng hả? Gà đây là người ta nuôi từ 1 tây năm 2020. Này tháng 4 rồi, 4 tháng, gần 4 tháng chưa đủ 4 tháng. Còn gà đây là mới lên nuôi là khoảng 2 tháng thôi. Hồi tháng 2. Vậy đến giờ con hồi tháng 2. Còn gà đây là ta nuôi hồi này ăn tốt á. Chín chóc nhân đáng người ta đem lên người ta nuôi nè. Nhưng mà cái lúa đây lúc mà lúa người ta đang quy hoạch á, nó ăn lúa có lúa sữa nó màu lớn nè mấy bạn. Mày thấy không? Gà. Mấy trăm con gà mấy bạn. Người ta giữ ha. Đây mấy trăm. 200 mấy con. Mẹ thấy không? 200 mấy con đền một cái ghè lớn nhỏ có đầy đủ hết, cửa nào cũng có. Bắt đầu tháng 5 đổ lên là người ta thu hoạch bán lần lần những người mày tới đây người ta mua ghè. Đây là ghè ta nuôi rất là ghè, ghè ta kêu là ghè sạch nè. Ghè nuôi vườn nè, đây là ghè khẻ vườn rồi mấy mẹ. Ghè mình chắc không phải là ghè công nghiệp. Ghè khẻ vườn á. Á à, đây à, mình thấy bẹt lên nè, bẹt nó lên nó cứng rồi. Người ta cột gì á nó căng không để rồi. Bồn nước là cho nó uống hả? Bồn nước đây để mình xẻ nước cho gà uống nè. Xẻ nước cho gà uống. Chứa những bồn nước nè. Con để cho gà uống mấy cái canh nè, mấy cái ly nè. Uống mấy cái ô cho nhỏ nhỏ đây. Mấy cái ô nhỏ đây là gà nhỏ á, người ta bơm nước để chứa những thùng ta bơm những cái đây á, đây là để cho gà. Cho gà uống. Cho gà uống nè mấy bạn. Đó, giờ mình dặn nước bỏ vô nè. Nước cho gà nó uống nè. Đó, nó uống đó hả? Nó uống khi có dòng đây. Đó, cho nó uống. Gà đây coi giống gà đây còn nhỏ hả? Giống đây còn nhỏ. Có nhiều lứa lắm, nhỏ có, lớn có. Gà 2 tháng có, 2 tháng rưỡi có, bê tháng có, bê tháng rưỡi có. Vịt chỗ này đâu? Giờ mình dẫn bạn lên trùng vịt. Vịt trên đây. Cũng rất là dài đó, chỗ cô đây gà thôi mà. Gà những cái thực phẩm ấy mấy bạn thấy nè. Cho ăn những con gà bỏ vô trong đây. Không? Bỏ đi là lúa nè. Hả? Lúa rồi chỉ đâu bạn. Lúa coi. Đấy bạn thấy không? Lúa. Ăn cho ăn lúa vậy hả? Lúa. Lúa này không mà bỏ đó cho nó chỉ đi không? Chỉ đi cho nên a cha. Nó muốn ăn lúc nào ăn. Bạn thấy không? Giờ mình dắt lên cho mấy bạn lên coi nha. Coi vịt. Những cái chuồng gà, gà đây là những gà mái đĩa nè. Những mấy đĩa không? Mấy đĩa đó, nó nằm ấp à. Đây những chuồng gà này là mấy đĩa. Ấp đó nó có những cái rổ. Cái rổ đồ là gà nằm vô đó. Nằm vô đó nó đĩa.
Thằng que dắt luôn coi gì đây. Nó dịch đàn ha. Dịch đây là dịch người ta nuôi đĩa nè. Còn dịch tơ người ta xúc cái bé mất hết rồi. Rồi đây người ta tuyển lại một mớ dịch đây để người ta đĩa lấy trứng trạng hàng ngày. Dịch đây mấy tháng rồi ta? Dịch đây là nuôi đĩa là từng 8 tháng đô lên nó mới đĩa được. Có cò có máy. Những con lớn là con cò, những con nhỏ là con máy nè. Những con cò là con lớn đó. Nó đặt để nó đĩa trứng cá cò. Nó bé hết từ tiễn này khoảng mười mấy con đây là để mình đĩa lấy trứng ăn hàng ngày. Những cái chuồng trứng nè, những cái ổ trứng nè, các bạn thấy không? Nó đĩa hả? Nó đang đĩa nè. Đó là gì cho hậu riêng cái ổ luôn, riêng cái ổ luôn. Mà đĩa cả hai trứng nè. Ủa trứng gì nhỏ xíu vậy? Trứng gì xa. Hả? Những con mới đĩa cũng gì cho. Cảm ơn các bạn. Hẹn lại video sau.